lô ghế New Aston, chân sơn màu quanh hết, bọc ống mạ PVD, tựa lưng và mặt ngồi bọc simili giấy da màu đen, xuất khẩu đi Úc, xuất khẩu đi Australia. Cái mặt sau này là cái tựa lưng mai quả tiết, quả trám. Hàng này có sẵn khung phôi số lượng lớn tại xưởng, chỉ cần anh chị chọn màu sơn, màu vải hoặc là màu simili, bên xưởng sẽ làm theo cầu và làm rất là nhanh bởi vì có sẵn khung phôi. Lô xuất khẩu này có nhiều mã, mỗi mã vài chục cái. Bên xưởng mình làm hàng xuất khẩu cho công ty chứ không có xuất trực tiếp. Cái này làm cho công ty ở Việt Nam có chi nhánh ở bên Úc, rồi người ta đặt hàng. Bên xưởng mình làm và đóng gói, chỉ cần giao ra cảng để người ta đóng gói, người ta tự xuất đi chứ giấy tờ bên xưởng mình không có làm à. Mọi việc đều do công ty xuất khẩu à. Rồi anh chị xem qua video, nếu thấy hàng ok đặt hàng bên xưởng em làm nha. Cảm ơn anh chị đã xem hết video à. Kính mời anh chị lên đơn à.